Kính chào quý vị đã quay trở lại với kênh giới thiệu sản phẩm của cơ sở đồ gỗ Đức Nghĩa. Hôm nay chúng tôi rất là vinh hạnh khi có mặt tại quê hương Thanh Hóa để bàn giao một bộ bàn ghế phòng khách về gia đình nhà anh Cường. Thì trước khi ra về, chúng tôi xin phép có đôi lời được phỏng vấn anh Cường là anh có thể chia sẻ đến quý vị khán giả cùng biết là khi cảm nhận của anh khi được cơ sở Đức Nghĩa bàn giao một sản phẩm này đến gia đình nhà mình không ạ? Ok, thực ra là ban đầu ấy thì anh chọn Nghĩa thì anh cũng đã tìm hiểu cũng vài bên nữa rồi, nhưng mà thực sự là anh chọn Nghĩa là vì sao? Vì anh thấy được cái niềm tin từ Nghĩa, từ những cái video mẫu, sản phẩm mẫu, và đến bây giờ là nhận được cái sản phẩm thực tế, thực sự là nó rất là chất lượng. Rất là cảm ơn Nghĩa, Nghĩa đã cho mình một cái sản phẩm rất là ưng ý, một cái bộ rất là hiện đại, và thực sự là từ chất lượng sản phẩm mà mình cũng kiểm tra về mộc thì rất là ok, đúng là như là lời kỳ vọng, điều kỳ vọng của chính mình. Cảm ơn Nghĩa nhiều nha. Vâng, em xin thay mặt những đồng của anh em của cơ sở đồ gỗ Nghĩa kính chúc anh và gia đình luôn luôn mạnh khỏe, may mắn và gặp nhiều thành công trong cuộc sống. Ok, anh cũng rất là cảm ơn em, và anh chúc em và đội ngũ công ty Đức Nghĩa, bản thân em vậy, có một năm 2023 thành công và 2024 và nhiều năm tới thành công hơn nữa, và mang lại nhiều sản phẩm giá trị hơn cho khách hàng như thế này, rất là tuyệt vời. Dạ vâng, cảm ơn Nghĩa nhiều nha. Ok thì xin chào mọi người. Vừa rồi là những lời nhận xét và quá trình chúng tôi bàn giao một sản phẩm về gia đình nhà khách hàng. Sau đây xin mời quý vị và anh chị cùng chiêm ngưỡng không gian phòng khách vô cùng sang trọng và hiện đại của gia đình anh Cường, được tô điểm thêm bởi bộ ghế quốc sắc thiên hương, là một trong những mẫu ghế mới đang nhận được sự quan tâm và yêu thích của nhiều anh chị khách hàng bên cơ sở đồ gỗ Đức Nghĩa. Bộ ghế mang một phong cách đơn giản, hiện đại, gồm có 7 món, được chế tác từ chất liệu gỗ hương tự nhiên với kỹ thuật mộng gỗ cổ truyền
và được phun tông màu nâu trầm, mang đến một cảm giác gần gũi, ấm cúng cho căn phòng khách. Đức Nghị hy vọng anh Cường và gia đình sẽ có những phút giây quây quần thật là vui vẻ và hạnh phúc trong không gian phòng khách tuyệt đẹp này. Một lần nữa xin cảm ơn sự tín nhiệm của anh và gia đình đã dành cho cơ sở. Quý vị và anh chị yêu thích những mẫu ghế mang phong cách đơn giản hiện đại như thế này thì hãy liên hệ với cơ sở để được chúng tôi tư vấn. Và chúc mọi người có những phút giây xem video thật là vui vẻ. Đừng quên ủng hộ cơ sở bằng cách ấn thả tim và theo dõi kênh để nhận được thông báo khi chúng tôi đăng tải những video mới nhất. Đức Nghĩa xin tạm dừng và kết thúc video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người.